lượng phát triển đường sắt thì và xác định là hành lang Bắc Nam là một hành lang quan trọng trong một trong 6 cái tuyến hệ thống đường sắt của Việt Nam, tầm nhìn tới tận 2050. Đối với hành lang Bắc Nam thì bên cạnh cái tuyến hiện hữu có cái nghiên cứu xây dựng một cái tuyến mới theo cái chiến lược và định hình của loại tuyến như thế nào, tôi làm cái nghiên cứu chi tiết ở nói trong cái báo cáo tiền khả thi mà được sở thẩm định giao cho Bộ Thông vận tải chủ trì thực hiện và có cái dự thảo chủ trì hôm nay. Về dự án thì chúng tôi đánh giá đây là một dự án rất là lớn, có thể nói là siêu lớn ở Việt Nam từ trước đến nay và được nghiên cứu trong một thời gian rất dài, nếu bắt đầu từ những năm 2007-2008 nhận được cái hỗ trợ của các cái quốc gia liên quan như là Hàn Quốc, hôm qua tôi cao hỗ trợ cho nghiên cứu hai cái tuyến và hai đoạn tuyến là từ Hà Nội Vinh và Hà Nội Vinh Nha Trang. Sau đó chúng tôi đã nhận được hỗ trợ của Nhật Bản, chúng tôi đã ca qua nhiều nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu về tuyến đường sắt Bắc Nam từ Hà Nội và Hồ Chí Minh để mà có thể hoạch định được những cái lượng quy hoạch cũng như là cái tuyến đường sắt tốc độ cao trên hành lang này và chi tiết hóa để hóa của cái đoạn tuyến Hà Nội Vinh và Hồ Chí Minh Nha Trang. Và thực chất là dự án nghiên cứu tiền khả thi thì đã được trình đến Quốc hội từ năm 2010 để sau đó thì Quốc hội đã yêu cầu làm rõ một số cái nội dung, rất nhiều các nội dung tôi đang làm rõ trong cái dự án cập nhật lần này, như sự cần thiết đầu tư về lựa chọn các loại hình công nghệ, rồi cái huy động nguồn lực, khả năng huy động nguồn lực tác động đến kinh tế cũng là công, khả năng hút tư nhân tham gia, rồi cái lộ trình thực hiện của đầu tư xây dựng vân vân, mô hình quản lý khai thác, đấy là nội dung cơ bản xung quanh các nhóm vấn đề mà được các nhà khoa học, các chuyên gia, đại biểu quốc hội và rất nhiều cơ quan đơn vị yêu cầu làm rõ. Với cái kinh nghiệm của Việt Nam chưa có nhiều, thì do đó là tận dụng những cái nghiên cứu từ trước đến nay và quá trình thực hiện vừa qua, việc chỉ đạo với chính phủ hoàn tất cái nghiên cứu cập nhật vào năm 2018, tôi đã thuê hai cái tổ chức tư vấn, một liên danh tư vấn trong nước nên đi đầu cùng với TDC sao và mình chuyên về tư vấn đường sắt, một cái tổ hợp tư vấn nữa là đại ca hỗ trợ. Thông qua cái tư vấn này thì cập nhật những nội dung chủ yếu liên quan đến mảng của dự báo, mở thêm về các công nghệ đường sắt trên thế giới vân vân và đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án. Tôi có tổ hợp tư vấn như vậy, lần nữa sẽ tư vấn trình bày đại diện tư vấn các liên quan tư vấn này sẽ trình bày những nội dung liên quan toàn thể dự án hôm nay. Đối với hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp theo có 4 hội thảo chuyên đề và một hội thảo báo cáo giữa kỳ cách đây tháng rưỡi. Hội thảo chuyên đề chúng tôi gồm có là sự cần thiết đầu tư, hội thảo về các công nghệ đường sắt tốc độ cao trên thế giới và có đề xuất định hướng nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam. Hội thảo về huy động nguồn lực và hiệu quả của dự án. Một cái hội thảo nữa là phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp đường sắt, rồi đào tạo, rồi cái tổ chức mô hình tổ chức quản lý khai thác sau khi vừa về đầu tư cũng như là về khai thác sau này. Báo cáo chương trình chúng tôi đã báo cáo tổng hợp là khá đầy đủ các nội dung ở trên, tuy nhiên thì có một số nội dung chưa được chi tiết, lần này sẽ trong báo cáo chương trình được báo cáo cụ thể hơn, ví dụ như là về hiệu quả kinh tế, về lộ trình đầu tư vân vân và khả năng thu hút đầu tư tư nhân. Với cái tổ chức ngày hôm nay tôi kỳ vọng là sau khi nghe tổ hợp tư vấn báo cáo nội dung chính của dự án nghe các cái ý kiến từ đại diện như là của các cơ quan bộ ngành trung ương, của các cái chuyên gia nhà khoa học, của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước,
quốc tế và các cái cơ quan trong ngoài nước đối với lại khi báo cáo quốc kỳ chúng tôi, trên tinh thần là có thể đặt các câu hỏi để các cơ quan của Bộ Giao Vận Tải có thể trả lời, tòa hợp tư vấn có thể làm rõ, cũng như là những ý kiến chúng tôi sẽ ghi nhận để tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo tiền khả thi theo lộ trình mà được Thủ tướng cũng chỉ đạo và hoàn thành năm 2018. Dự án phân kỳ đầu tư theo cách cắt ngang, mọi hạng đều dàn hàng ngang thì chắc chắn không tránh khỏi sự dồn tang và đứt đoạn. Nhưng nếu xây dựng xong phần hạ tầng theo cái phân kỳ đầu tư bổ rộng thì dù thiếu nguồn cung còn phải chờ đợi mới có thể làm tiếp các hạng mục khác, vẫn có khả năng chúng ta vẫn có khả năng tiến hành khai thác chạy tàu bằng sức kéo diesel một cách hiệu quả như đã trình bày. Đồng vốn bỏ ra do đó không bị chôn cứng mà vẫn có thể phát huy hiệu quả, đủ sức ứng phó với rủi ro của tình thế. Nguyên tắc thứ năm, phải tạo nên không khí đón nhận hào hứng phấn khởi, làm cho dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thực sự trở thành một chương trình hành động quốc gia trong công cuộc kiến tạo hạ tầng đất nước trên một không gian mang tính toàn cục. Xin nhắc lại một câu nói mang tính tổng kết trong cuốn bàn về kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thông của người Nhật. Đường sắt từng là trung tâm của nền kinh tế, trên thực tế đã trở thành nền tảng phát triển của quốc gia. Điều đó chắc chắn sẽ là rất đúng với vai trò của tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Song xin được bổ sung thêm, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ còn là cơ hội để làm nên một gương mặt mới về tầm vóc văn hóa, về cuộc sống văn minh hiện đại của toàn cộng đồng trên một không gian rộng lớn, ít nhất là của 20 tỉnh thành nó đi qua. Rất khó có một dự án hạ tầng nào có được nhiều ý nghĩa lớn lao đến vậy. Cho nên, nếu việc triển khai dự án được phát động đồng thời trên tất cả các địa phương nói trên, nó sẽ không chỉ giải thoát được nạn quy hoạch treo. Không, nếu mà làm theo cách ngang, thì quy hoạch treo sẽ kéo dài đến 30 năm hoặc là lâu hơn nữa. Nó sẽ làm cho đồng bào, nhất là ở các tỉnh miền Trung, những người thường là phải đi sau về muộn, sẽ chờ đợi hết sức là mòn mỏi. Mà nếu chúng ta phát động đồng thời, thì nó sẽ tạo nên một không khí phát động, tiến hành dự án đồng thời trên toàn bộ 20 tỉnh thành phố. Nó tạo nên một không khí hào hứng đón nhận, thi đua hưởng ứng, góp phần tạo điều kiện cho sự thực thi dự án của các tỉnh thành phố, ít nhất là trong việc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra chúng ta còn có thể đồng thời phát động cuộc thi chọn kiểu dáng kiến trúc các nhà ga, các trung tâm thương mại và dịch vụ đa năng, cùng các công trình văn hóa để thực sự làm nên những điểm sáng, những biểu tượng mới của các tỉnh thành dọc hành trình xuyên Việt. Qua đó mà tạo nên một không khí phấn chấn chung, trên cơ sở đó mà phát động việc đầu tư đường sắt tốc độ cao. Vấn đề mình sẽ đặt ra của dọc là tôi thấy có những vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất là cái tải trọng những công trình như tôi đề cập, chắc chắn là đầu diesel thì không phải để là 16 tấn như bây giờ, để lên 22 tấn thì là rất kỹ thuật. Thứ hai là kích thước hầm ta không làm được như là ta đang dự kiến của tốc độ cao. Như vậy là ta đang làm những cái hạ tầng của tương lai nhưng mà đang không khớp với lại cái một số cái của cái nếu ta làm ngay từ đầu. Nhưng lo ngại nhất là cái gì, họ đầu tư khai thác bằng diesel đến mấy ngày nữa là phải bỏ cái đấy. Nhà nước có mua lại cái đấy thì không, khi họ đưa cái đầu máy vào để vận hành với tốc độ cao hơn. Và câu trả lời quan trọng nhất là liệu hành khách họ cũng đi cái đấy không hay là họ lại đi bằng phương thức khác, thì ta cũng đặt mục tiêu về cái chuyện giảm chi phí vận tải và đầu tư thì phải đầu tư những cái gì mới nhất, hiện đại nhất để chúng tôi thu hồi được phần đấy và có hàm lượng công nghệ cao. Và cách tiếp cận của mỗi cái nó có cái lợi và cái hại riêng. Những ý kiến nguyên tắc của giáo sư đưa ra tôi tiếp thu hoàn toàn để làm rõ trong cái nghiên cứu. Về vấn đề tài chính, chúng ta cũng cần cân nhắc về cái vấn đề về vốn đi vay. Hiện nay chúng ta đang cái nợ, nếu chúng vay chúng ta vay 100% vốn, lấy ví dụ như vậy thì chúng ta cái làm tăng cái khoản đi vay cho chính phủ lên tới 1,5 lần nợ công của chúng ta hiện nay. Nếu mà chúng ta tính bằng là đi vay và trả và lãi suất thì cái tiền đề nghị cũng phải làm rất rõ là cái tiền lãi suất vay này hàng năm chúng ta chi trả là bao nhiêu tiền. Tôi tính sơ bộ, tính nhẩm thôi, tôi cũng không có số liệu chi tiết. Nếu chúng ta đi vay 100% mà chúng ta trả bằng lãi suất đi vay thương mại là 7%, tôi lấy ví dụ như vậy, thì cái chi phí lãi vay một năm của chúng ta tương đương xuất khẩu của một ngành dệt may của chúng ta một năm. Để chúng ta thấy cái này cần phải làm rõ về những cái mà chúng ta đi vay để chúng ta trả nợ bằng cách nào. Về lợi ích thì tôi xin thông báo một thông tin chúng ta cũng cân nhắc rất kỹ.
tôi không phản đối cái dự án này, nhưng mà đây là chúng ta là vai trò phản biện, thì chúng ta cũng cần theo cái số liệu mà chúng tôi có, thì kinh nghiệm nghiên cứu của đường sắt cao tốc thế giới, ví dụ ở châu Âu nó chỉ tăng thêm 0,25% GDP và 0,11% việc làm của các nước châu Âu. Như vậy chúng ta cũng phải cân nhắc hết sức thận trọng. Nó không phải là một cái giải pháp, một động lực thần kỳ để phát triển nền kinh tế. Nhất là đường, chúng ta lại phát triển cái đường sắt chỉ phục vụ hành khách. Về nữa, chúng ta thấy đây cũng là thêm một cái ý kiến, nếu chúng ta riêng cái dự án này mà thành lập, thì riêng cái chi phí tư vấn thiết kế của chúng ta tôi nghĩ cỡ cũng khoảng 3 tỷ USD cho toàn bộ cái dự án này. Và như vậy cũng đủ để chúng ta có thể nâng cấp được cái đường sắt hiện tại của chúng ta. Hiện nay của chúng ta đây một cái chất lượng tốt hơn. Vì vậy cái việc đầu tư, tôi rất ủng hộ ý kiến của giáo sư là chúng ta cần phải tiến hành phân kỳ đầu tư theo cái kiểu hạ tầng trước, thì năng lực của đường sắt, ưu điểm chính nhất, nặng nhất của đường sắt, tốt nhất của đường sắt là cái chi phí vận tải hàng hóa nó rất là thấp. Nếu chúng ta đẩy mạnh được cái vận tải hàng hóa với cái chi phí vận tải thấp, thay vì chúng ta ưu tiên vận tải hành khách trước, thì tôi nghĩ nó sẽ có cái phương án đầu tư hai, tôi vẫn tin về cái phương án đầu tư hai hơn. Và sau đó trên cơ sở đó, như cách đầu tư đây thì chúng ta xây dựng cái đầu máy như thế để chúng ta vừa cả hàng hóa và hành khách. Sau này chúng ta có tiền thì chúng ta tiến hành đẩy lên đường sắt cao tốc. Thì tôi nghĩ cái bài toán kinh tế đấy sẽ là chúng ta nghĩ, tôi nghĩ theo quan điểm cá nhân thì có thể sẽ có lợi hơn việc là chúng ta đầu tư theo phương pháp như giáo sư nói là chúng ta đầu tư theo kiểu là theo kiểu đầu tư ngang, thì thay vì chúng ta đầu tư dọc trước thì nó sẽ đẩy mạnh được cái vận tải cả hàng hóa cả hành khách, thì có nghĩa cái lợi ích nó sẽ mang lại lớn hơn là chúng ta đầu tư ngay đường sắt cao tốc hành khách. Hà Nội đi Vinh thì là trong kịch bản số 1 và số 2 là 195.000 một ngày. Còn kịch bản số 3 thì là tăng lên 250.000 trong giai đoạn 2030. Và tương tự như vậy, 2035 thì con số này là 200.000 và 300.000. Tôi nghĩ là chắc ở đây thì tư vấn có thể xét đến cái sự tái phân bố dân cư. Tuy nhiên có muốn một cái câu hỏi muốn làm rõ, tức là cái sự tính toán tái phân bố dân cư này có phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội hay không? Và trong cái quy hoạch tổng thể của quốc gia thì có xét đến cái kịch bản đầu tư bằng đường sắt cao tốc hay không? Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu có thì tư vấn cũng nên làm rõ sẽ là cái quy hoạch, những cái yếu tố quy hoạch về đô thị và quy hoạch giao thông. Thế bởi vì là để cái dự án có cái tính hấp dẫn thì cái quy hoạch, tức là dự án không thể được xây dựng một cách là độc lập, và nó phải có cái sự kết nối về hạ tầng với mạng lưới đường bộ và các hệ thống dịch vụ đường sắt khác. Thì trong cái khía cạnh này thì cũng mong là tư vấn sẽ làm rõ và cũng nên đề cập trong cái báo cáo nghiên cứu từ khả thi. Vấn đề thứ hai là về tôi xin có ý kiến một chút về cái rủi ro của dự án. Tức là thông thường thì những cái dự án đầu tư hạ tầng lớn về cơ sở hạ tầng nói chung và về giao thông nói riêng thì thường đặt trong một cái bối cảnh là sẽ có một cái tính bất định khá lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Và đặc biệt với những dự án đầu tư lớn mà lại có cái quy mô địa lý rất là toàn chiều dài đất nước và cái lộ trình đầu tư rất là dài, thì cái sự bất định chắc chắn là sẽ là một yếu tố rất là cần phải quan tâm trong cái việc đánh giá trong giai đoạn lập dự án. Thì chẳng hạn như là khi mà chúng ta xét đến cái kịch bản kinh tế thì chúng ta cũng phải xét những cái kịch bản tăng trưởng trung bình và tăng trưởng thấp. Ở đây thì không biết là tư vấn đánh giá cái hiệu quả này là đánh giá với kịch bản tăng trưởng trung bình hay là kịch bản tăng trưởng thấp. Tức là những cái sự ràng buộc khác, ví dụ như là những cái rào cản hoặc là những cái ngưỡng cho phép về cái đầu tư công và cái mức nợ cần công điều chỉnh tăng giảm như thế nào thì chúng ta cũng cần phải xét đến trong cái báo cáo này. Hoặc là những cái ví dụ như là chúng ta tăng giảm cái giá vé thì cái sự điều chỉnh giá vé chắc chắn có ảnh hưởng đến nhu cầu giao thông. Vậy những cái kịch bản tăng trưởng thấp, tăng trưởng trung bình và tăng trưởng cao thì có tác động như thế nào? Thì trong cái phân tích rủi ro và phân tích độ nhạy là cũng cần phải được đề cập. Thì đấy cũng là một trong những cái bước quan trọng trong cái việc đánh giá dự án đầu tư công trình giao thông. Thế thì xin cũng mong muốn là được làm rõ vấn đề thứ hai. Thế còn vấn đề thứ ba thì trong cái việc mà cũng giống như đồng chí vừa nói, tức là cái hiệu quả kinh tế xã hội của dự án thì là 75%, thì cũng là khá mỏng manh, đúng không?
Thế thì khi mà chúng ta đề xuất để xin chủ trương đầu tư thì cái ngoài cái việc phân tích độ nhạy thì chúng ta cũng ở đây chúng ta mới giải trình theo cái góc độ, tức là dự án này là một trong những ứng cử viên của cái dự án trọng điểm. Tuy nhiên nếu xét từ cái quan điểm của cái người ra quyết định đầu tư và người chấp thuận chủ trương đầu tư, đấy là quốc hội đúng không ạ, thế thì cũng phải chúng ta sẽ phải có một cái xét từ cái góc độ, cái lập trường của cái người ra quyết định chủ trương đầu tư như thế nào. Ví dụ như là trong các danh mục dự án trọng điểm thì dự án của chúng ta sẽ được danh kinh là thứ mấy, tức là vì ví dụ trong cái trật tự ưu tiên thì cái dự án của chúng ta là số 1, số 2, số 3. Bởi vì là ở đây chúng ta không chỉ nói đơn thuần về cái ý nghĩa hay là cái tính chất trọng điểm hay là ý nghĩa quốc gia của một dự án, vì những dự án trọng điểm nào thì cũng đều mang ý nghĩa toàn cục và ý nghĩa quốc gia. Thế như vậy về mặt định lượng thì chúng ta phải xét đến những cái thang đo khác, ví dụ như những chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, hiệu quả tài chính của dự án. Thế và ở đây thì với mức 75% tôi cho là khá mỏng manh. Thế và chưa xét, đấy là chưa nói là chúng ta xét đến những cái rủi ro của những cái kịch bản tăng trưởng thấp mà làm cho có thể vô hiệu hóa cái ý nghĩa về kinh tế và tài chính của dự án. Thì cũng đề nghị là tư vấn cũng sẽ làm rõ về vấn đề này. Tất cả cái quy mô và cái phát triển lâu dài của nền kinh tế đó là cái quan trọng, và cái này thì phải thành thực nói rằng trong khuôn khổ dự án tôi không thể làm hết tất cả. Chắc chắn là sẽ có tác động đến quy mô, những bài này đã nghĩa đến tấn chứng, tức là đối với châu Âu thì là nó tác động lên là 0.25 tăng trưởng GDP được 0.1% được làm vân vân đến tỷ lệ. Họ có quy mô đánh giá, ta nhờ công nghệ cái tổ tư vấn của rồi các cái ban kinh tế trung ương thì những cơ quan mà có những tầm vĩ mô như viện chiến lược của về đầu tư này thì tham gia đánh giá giúp cho những phần này, tức là khi có cái này thì phát triển nên các cái kinh tế của ta như thế nào, giống như ta nói là GDP là nó đã tác động cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên bao nhiêu vào năm 2025. Chúng tôi thừa nhận là không có cái khả năng đánh giá toàn bộ, nhưng ngược lại là sẽ chứng minh bằng cái hiệu quả kinh tế dự án mình đóng góp phần vào thì có cái định lượng của cả cái định lượng. Thế còn liên quan phát triển vùng và không gian đô thị của các địa phương ấy, thì cái này khi mà xác định đúng dưới các ngành đều đã có cập nhật vào quy hoạch cái định hướng phát triển của địa phương, và chắc chắn khi người ta xây dựng phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương của vùng thì đã có đưa những cái yếu tố này vào về mặt cứng, và đằng mặt nữa là đánh giá cái chuyện là quy động đầu tư và tăng trưởng. Nếu như vào thời gian đó ta đầu tư về bên này đến Vinh hoặc đến chỗ nào đó thì chắc chắn sẽ có cái tác động phát triển đấy và cái thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của ngành đó. Chúng ta thấy là nếu mà nhìn từ góc độ kinh tế xã hội là cái dự án này là chưa mang lại lợi ích kinh tế xã hội. Ý kiến thứ hai của tôi thực ra là một cái phần chia sẻ. Tức là theo kinh nghiệm ở trên thế giới thì có rất nhiều các nghiên cứu về đường sắt cao tốc, và hiện tại thì rất nhiều nhà kinh tế người ta đã thống kê lại thì có hai cái tuyến đường sắt cao tốc mà đã có gọi là có lãi, tức là cái chi phí từ việc bán vé đã đủ để mà bù đắp cái phần hạ tầng cũng như là phần đầu máy, đó là tuyến đường Tokyo Osaka và thứ hai là tuyến đường Paris Lyon. Thì ở hai cái tuyến đường này thì nó có một cái đặc điểm là cái số lượng ga ở giữa hai cái điểm đầu mút nó không lớn, tức là khoảng cách giữa các ga nó là lớn. Ví dụ như là ở Paris Lyon thì ở giữa một ga là ga Kezo, khoảng cách từ Paris đến Lyon là 425 km, tức là khoảng cách trung bình giữa các ga khoảng hơn 200 km. Và ở tuyến Tokyo Osaka thì là ở giữa Tokyo Osaka thì có Nagoya và Kyoto, thì tuyến đường này là dài 515 km, và hiệu khoảng cách thì khoảng cách trung bình của nó là 171 km. Thì tại sao tôi lại đề cập đến cái việc khoảng cách trung bình giữa các ga, bởi vì là khi khoảng cách trung bình giữa các ga nó rất là nhỏ thì chúng ta sẽ không thể đảm bảo được cái tốc độ chạy tàu, và khi cái tốc độ chạy tàu của đường sắt cao tốc không cao thì sẽ dẫn đến cái việc là thời gian đi lại sẽ giảm xuống và người dùng thì sẽ không đạt được cái lợi ích về mặt thời gian khi đi lại, thì dẫn đến là làm giảm cái khả năng mà thu hồi vốn cũng như làm giảm lợi ích chung của toàn xã hội. Và ý kiến thứ ba là tôi xin phép được chia sẻ, đó là
theo kinh nghiệm của các cái nước mà đã có đường sắt cao tốc thì không phải nước nào cũng có vận hành thành công cái hệ thống này. Ví dụ như là cái trường hợp của Tây Ban Nha là cái nước mà có cái số km đường sắt cao tốc là xếp thứ tư trên thế giới, thì Tây Ban Nha đã đầu tư khoảng tầm hơn 40 tỷ euro vào cái hệ thống đường sắt cao tốc này, và ngay cả cái tuyến mà gọi là đông hành khách nhất nối giữa Paris, nối giữa Madrid và Barcelona thì cũng là cái tuyến mà chính phủ phải trợ giá. Và thứ hai là không phải nước phát triển nào thì họ cũng đã xây dựng cái hệ thống đường sắt cao tốc này. Ví dụ như là Australia là sau khi mà đã trình ra cái phương án là để xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc thì cuối cùng là cũng chưa được thông qua, bởi vì sau khi họ tính toán một cái lợi ích kinh tế xã hội thì họ thấy là cái số tiền đầu tư đấy có thể đầu tư một cách khác hiệu quả hơn. Thì tôi có ba cái ý kiến như thế, chốt lại thì tôi đề xuất với lại bên tư vấn là chúng ta xây dựng thêm những cái kịch bản dự án về thậm chí là có thể là không hẳn là đường sắt tốc độ cao mà cái tốc độ là hơn 300 km/h, có thể là tốc độ thấp hơn, và có tính toán những cái hiệu quả kinh tế xã hội nó chi tiết hơn, và để đảm bảo mình có được cái luận cứ chắc chắn để khi mà trình ra quốc hội có thể được bảo vệ được tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là phải xây dựng các cái phần đánh giá kinh tế nó dựa trên một cái tiêu chí khác. Ngoài ra thì tôi cũng thấy là nếu như là dự án tư vấn hôm nay nói lên được rằng là năm 2030-2040 mà làm xong tất cả thì cái thị phần vận tải của chúng ta nó được cải thiện bao nhiêu. Tôi đã đầu tư ra một khoản tiền rất là lớn như thế này, tôi vẫn chưa nhìn thấy là cái đáp số cuối cùng là thị phần vận tải nó tăng lên được bao nhiêu theo như tính toán của các tư vấn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ có chưa đến 3% thị phần vận tải. Thế thì tôi kỳ vọng là tôi đầu tư tiền như thế này thì tôi cuối cùng tôi được nó là 14% hay là 60%, tôi chưa thấy nói rằng cái đấy. Và cái tiếp theo là tất cả các cái phần tính toán kinh tế của chúng ta đều dựa với con số là 58,7 tỷ đô la chúng ta đưa ra, nhưng mà chúng ta không có biện luận, không có lập luận. Tôi nghĩ là tư vấn nên lập luận làm sao mà tôi đưa ra được con số này để người ta tin vào cái con số này nó rất là có cơ sở và sau này nó cũng biến động rất là ít. Tôi cũng muốn đóng góp thêm một tí là cái tính khả thi của dự án này nó còn phụ thuộc vào cái nguồn điện cung cấp. Mà tôi xem cái quy hoạch của ngành điện lực ấy thì người ta không nói gì đến quy hoạch này, mặc dù quy hoạch của ngành đường sắt của chúng ta là có cái phần đường sắt này chạy điện. Đấy thì cái điều đó nó có thể là các đồng chí tư vấn kiến nghị thêm là cái giải pháp cung cấp điện lực để cho cái dự án này là lấy từ đâu, chúng ta đi mua hoặc là chúng ta sản xuất ở như là mà nó chạy dọc đất nước thì cái nguồn điện đi lấy ở đâu. Tôi cũng muốn nó càng làm rõ lên, nếu mà nó không rõ được ý, nếu mà chúng ta mà lại thì ở đây một số đại biểu mong muốn là 3-4 năm nữa là có tàu chạy thì rất khó về cái nguồn điện này. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái phương án ban đầu mà chạy diesel cũng có thể là một cái phương án mà chúng ta phải gợi ý đưa vào trong cái này. Và cái cuối cùng là khi chúng ta so sánh chạy động lực tập trung hay động lực phân tán thì chúng ta nói như thế này, nhưng nếu mà chúng ta làm nó tự nhiên hơn nữa là chúng ta dùng cái phương pháp phân tích đa tiêu chí, và bây giờ cái đấy nó cũng áp dụng tương đối phổ biến rồi, thì chúng ta sẽ quy tất cả cái việc là an toàn tốn nhiên liệu ít rồi là chi phí hạ tầng xây dựng tính ra điểm và cái phương án giữa là một phần chung và phương án nào có số điểm cao hơn thì là phương án chọn, thì cái phương án nó sẽ thuyết phục người ta bằng con số hơn là về depo thì chúng tôi cũng thống nhất, về ga thì cơ Vinh chúng tôi thống nhất cao, riêng ga Hồng Mai thì chúng tôi có đề xuất thêm tí, tức là chúng tôi tính là cái cự ly ga ở vùng Nghi Sơn thì Nghi Sơn và Hồng Mai thì cần phải có một cái ga, và chúng tôi thấy rằng nếu như đặt bên Nghi Sơn cùng mà thì cự ly nó gần Thanh Hóa, đặt bên Nghệ An thì cự ly nó nằm ở trung đoàn thì nó phù hợp hơn.
Cái thứ hai nữa là bên Nghệ An thì được khoảng 600 ngàn dân và 2 thị xã và 4 huyện. Còn bên tỉnh thì Thanh Hóa thì có vùng Nghi Sơn quan trọng, thì tôi nghĩ đặt ở Nghệ An nó cũng phục vụ cho cả Thanh Hóa được. Cho nên hoặc là nếu đặt Thanh Hóa thì phải đặt sát biên giới của tỉnh Nghệ An Thanh Hóa thì nó phục vụ cho hiệu quả nó cao hơn. Cho hiện nay tôi thấy đặt lùi sâu quá, cho nên dẫn tới cái hiệu quả phục vụ vùng nó hạn chế đi. Tôi đề nghị là như vậy. Về thời gian ấy, thì sáng nay giờ thì tôi thấy nhiều đại biểu thì cùng trao đổi. Nhưng mà tôi thấy thế này, báo cáo anh Đông Thứ trưởng ấy, là rút kinh nghiệm của đường bộ cao tốc, chúng tôi thấy là cái hướng tuyến hiện nay chúng ta vạch là khá tốt, tức là chủ yếu đi qua đường. Cho nếu như tôi nghĩ rằng nếu năm nay mà bộ giao thông thông qua, rồi năm sau các cấp thông qua và được Quốc hội mà thông qua vào cuối năm sau á, thì nếu cho chủ trương á, thì giải phóng mặt bằng ruộng á, thì chúng tôi nghĩ chỉ văn trong khoảng 1 năm đến 1.5 năm là xong giải phóng lăng được. Tôi tính là như vậy, vì ruộng cả thì chúng ta giải phóng rất nhanh, và ông chỉ có tiền đi mà giá rất rẻ, tôi cho lên cho anh. Thì thời gian còn lại là thì ông có đến như vậy không? Thì tôi nghĩ rằng là nếu như đẩy nhanh được tiến độ, mà nếu có tiền mà chúng ta ấy được thì nít đẩy nhanh tiến độ thì tôi nghĩ thì nó tốt hơn. Tôi nghĩ như vậy, bởi vì cái này khác với chỗ khác là giải phóng mặt bằng, thì cái giải phóng mặt bằng đưa tuyến đường chủ là ruộng, cho nên tôi nghĩ rằng là có điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, và theo tôi nghĩ nên rút ngắn thời gian thì nó phát huy hiệu quả cho cả cái tỉnh giai đoạn 1, cũng như sau đó tiếp tục để triển khai sớm giai đoạn 2, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đem lại quả. Tất nhiên thì việc tính toán này liên quan đến cái tiền và cái vốn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có điều kiện ở cái tuyến này làm nhanh được, vì tôi nghĩ rằng nếu mà giải phóng vòng trong vòng tối đa là khoảng 1.5 năm thôi, tôi hoặc 2 năm là cùng, thì chúng ta thời gian thi công thì tôi nghĩ có thể nhanh hơn được để phát huy hiệu quả được. Cho nên tôi nghĩ rằng là có thể, theo tôi đề nghị là nhanh hơn, khi nhanh hơn thì hiệu quả sẽ nhanh hơn và cái hút của tư nhân sẽ tốt hơn. Tôi cho là hút tư nhân như sáng cái anh cũng trao đổi đây, tôi như vậy, chứ để một cái để lâu quá thì cái việc thu hút các cái tư nhân nó sẽ khó hơn. Thì báo cáo về đồng thủ trưởng về phía địa phương thì chúng tôi rất mong muốn sớm được triển khai cái dự án này và cũng rất đồng tình cao với dự án, và xin có mấy ý kiến hết. Và chúng ta có thể lấy một cái ví dụ rất là nhìn rất rõ, ví dụ như tỉnh Lào Cai, trước đây chưa có đường cao tốc nối lên Lào Cai thì Lào Cai Sapa hoàn toàn là phát triển rất khó khăn, nhưng mà sau khi có đường cao tốc Hà Nội Lào Cai thì các anh nhìn nhận thấy tỉnh Lào Cai phát triển lột xác, các điểm du lịch của Lào Cai là phát triển rất mạnh mẽ. Thì ở đây cái toàn bộ cái vùng miền Trung tôi đánh giá là cái tiềm năng du lịch của chúng ta rất lớn, thì chúng ta đưa được cái đường sắt tốc độ cao này phát triển thì hoàn toàn là chúng ta có thể thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Hiện nay báo cáo anh, khách đến du lịch đến Việt Nam là hoàn toàn là cái sự đi lại đang khó khăn, rồi là tai nạn giao thông nhiều, thì có thể là nó ảnh hưởng đến cái việc mà khách du lịch. Thì chúng ta đánh giá không chỉ phát triển được mà chúng ta còn hạn chế được tai nạn giao thông, hạn chế được cái lưu lượng các cái xe ô tô ra đường, nhất là cái cung đường từ Thanh Hóa Hà Nội, cung đường từ Ninh Bình đi Hà Nội. Có thể nói các anh có thể nhìn nhận là hiện nay cuối tuần là các cửa ngõ giao thông, đặc biệt cửa ngõ phía Nam Hà Nội là tắc nghẽn liên tục khi một cái lượng xe về các địa phương dồn lên Hà Nội. Nếu chúng ta làm được cái đường sắt này thì sẽ giải tỏa được áp lực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thì tôi đề nghị là trong cái báo cáo chúng ta sẽ đưa thêm vào cái động lực phát triển kinh tế xã hội nữa, để người dân cũng như các đại biểu Quốc hội quan tâm đánh giá nó đúng theo nhiều chiều để chúng ta làm. Một cái điểm nữa là tôi cũng ủng hộ quan điểm của chúng ta nên có cái thời gian làm và đầu tư nhanh, nó tạo thành động lực. Và khi mà đã quyết tâm làm thì tôi cũng đề nghị Bộ Giao thông sẽ thống nhất với các địa phương về cái hướng tuyến, để chúng tôi liên quan đến phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, chúng tôi sẽ bám theo cái trục đấy để phát triển, tránh cái việc là chúng ta không có cái quan điểm dứt khoát, lúc thì hướng tuyến theo hướng này, lúc hướng tuyến khác, thì cái quy hoạch treo nó dẫn ảnh hưởng rất lớn đến các địa phương. Quỹ đất thì đang cần, nhất là đối với lại Hà Nam chúng tôi là cái địa bàn gần Hà Nội, hiện nay chúng tôi quỹ đất để phát triển công nghiệp chúng tôi rất cần, nhưng mà cần có cái hướng tuyến rõ ràng để chúng tôi có thể là định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu công nghiệp bám theo các cái trục này. Giờ chúng tôi thống nhất hoàn toàn với cái đề xuất của cái nội dung tiền khả thi. Về cái đầu tư thì chúng tôi lại quan niệm là đây là một cái hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Do đó nếu chúng ta mà đặt nặng vào đưa vào cái dòng tiền để mà cân đối thì gần như là nó không khả thi và nó khiên cưỡng. Đấy, chúng tôi nghĩ là trong cái định nghĩa ở đây là chúng ta cũng đã định nghĩa đến cái mức mà thấp nhất thì cũng là 80% là cái vốn từ ngân sách nhà nước, tức là có thể đi vay, có thể là từ cái nguồn đầu tư. Thì nếu đưa vào cân đối thì gần như là nó rất là khiên cưỡng. Chúng ta cố gắng đẩy đến cái mức mà cái phần việc của nhà đầu tư mà người ta có hiệu quả thì khi nó bớt cái gánh nặng thường xuyên, nó mang lại cái tính hiệu quả cho dự án.
Còn cái tiền đầu tư thì chúng ta nên quan niệm đó là cái đầu tư hạ tầng, và vấn đề tổng mức và chia giai đoạn đầu tư thế nào để cho nó phù hợp với cái thực lực của nền kinh tế thì cái đó là cái quan trọng. Thì do đó chúng tôi nghĩ là tất cả các cái số liệu thì ở đây đã có, nhưng khi tiếp cận để mà giải trình thì đối với Quốc hội thì chúng tôi nghĩ là chúng ta nên là đưa ra tổng mức nào gắn với công nghệ đó, và chúng ta cũng phân tích ở một vài cái mức độ. Ví dụ như ở đây thì cũng có 40 tỷ thì tương đương với cái quy mô, cái tính chất như vậy, rồi đến 57 tỷ chẳng hạn, thì chúng ta phân tích sâu hơn để khẳng định là chọn. Và sau đó thì chúng ta đương nhiên là phải nhúng vào cái trần nợ công, rồi cái khả năng trả nợ của nền kinh tế. Thì tôi nghĩ là đi sâu vào cái hướng này thì nó tốt hơn là chúng ta cứ phải phân tích tài chính, rồi kể cả cái ý nghĩa kinh tế xã hội ở trong này, thì nó các cái thông số nó không thuyết phục. Thực ra chúng ta cũng chưa đủ sức để mà phân tích cho nó đúng, và tới khi càng đưa vào thì nó càng không thuyết phục. Chứ tôi nghĩ thì là chỉ có cân đối được là chúng ta làm, bởi vì cái này nó cũng là cái thiết yếu. Và là đoàn nào tiếng nào, tôi thì tôi quan niệm là chúng ta cũng không thể là ai mơ ước cái thuế thì ở cái đoàn giữa, tức là nó sau cùng hết. Nhưng mà có mơ ước thì cũng chịu, với cái khả năng phân tích như thế này thì tôi nghĩ cũng nên ưu tiên cho hai cái đoàn ở hai đầu là nó đỡ nhất, nó đỡ nhất. Nhưng mà thậm chí cân đối không nổi thì theo tôi cũng nên là chọn một cái tuyến nào đó Hà Nội Vinh hoặc là Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh mà nó khả thi. Và là chúng tôi mong muốn là bắt đầu sớm, tức là bắt đầu từ 2020 như cái đề xuất ở đây là hợp lý nhất. Chúng ta cứ làm cái đã, rồi sau này thì đúng là những cái bài toán này nó khá chính xác, nhưng mà biết đâu đó cái mức độ ưu tiên của chúng ta sau này, sau khi thấy cái tuyến nó hiệu quả thì chúng ta lại quan tâm hơn. Và quan điểm của chúng tôi bây giờ cái nguồn lực cho cân đối ở đây nó khoảng 7-10% của cái hạ tầng cho cả quốc gia thì nó cũng rất là xác đáng. Và tôi nghĩ là đường sau cái cao tốc Bắc Nam cao tốc xuyên Bắc Nam thì cái này là cái nhân vật số 2, không thể có cái nào hơn được. Nếu đầu tư hạ tầng thì tôi nghĩ cái này cái số 2. Do đó chúng ta cũng phải bắt buộc là ném cái nguồn lực của quốc gia vào đây. Cuối cùng thì chúng tôi cũng hy vọng là cố gắng là để cho tư nhân tham gia vào với ý nghĩa là người ta sẽ vận hành hiệu quả hơn, và cái dự án này nó sẽ tốt hơn khi tư nhân vận hành. Người ta sẽ nghĩ ra được nhiều cái cách làm hiệu quả thì sau này nó đỡ đi cái gánh nặng nhà nước, tức là chúng ta trì trệ đến mức quản lý không nổi, rồi cuối cùng duy tu, rồi cuối cùng ném cho cái chi phí vận hành hàng năm thì cái đấy thì sẽ rất là tệ hại nếu mà chúng ta không định nghĩa từ đầu. Bây giờ chúng ta gọi là phát triển đường sắt tốc độ cao để giải tỏa áp lực cho một số phương thức vận tải. Bây giờ phương thức vận tải đường bộ như này, áp lực như các địa phương cũng đã nói về tắc nghẽn đường, mọi cái như thế. Bây giờ phát triển đường sắt tốc độ cao nó giải tỏa cái áp lực đó chứ. Rồi tai nạn giao thông, rồi an toàn giao thông, rất nhiều vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu mà chứ là thiết lập hài hòa thì nó mềm mỏng quá và nó không thấy cái sự quan trọng. Cái vấn đề thứ hai, cái này thì cũng xin trao đổi thôi. Thực ra vừa rồi cũng có nhiều ý kiến đến nói cái phân kỳ đầu tư. Tôi thì tôi cũng không khẳng định là phân kỳ theo kiểu là tốt, mình có tính toán đâu mà mình biết là tốt. Nhưng tôi có một cái suy nghĩ này. Quyết định cái phân kỳ đầu tư như thế nào, tức là cái kỳ vọng huy động vốn của mình. Bây giờ nếu mà thí dụ phương án mình định ra là PPP 20%, PPP 10%, thế thì từ cái kỳ vọng đấy thì mình mới đưa ra cái phân kỳ đầu tư. Cho nên là tôi cho rằng nếu tư vấn mà thuyết phục được ở cái chỗ phân kỳ muốn chọn ngang hay chọn dọc các thứ thì xem là cái hiện nay là cái dự án này thì cái nguồn vốn huy động như thế nào, phương án như thế nào, và từ với cái phương án huy động kỳ vọng huy động vốn như thế thì mình phân kỳ như thế này nó huy động. Tôi lấy ví dụ như này, thí dụ như là PPP thì đương nhiên là nhà đầu tư nó phải nhìn thấy hiệu quả trước mắt, nó không thể chờ đến 30-40 năm thì nó với các bạn. Cho nên lúc ấy cái phân kỳ cho nên là đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba về hiệu quả kinh tế, mà trong này gọi là hiệu quả kinh tế xã hội, tôi cho hiệu quả xã hội tính toán quá đơn giản sâu xa.
và làm cho người ta không thấy giá trị của cái dự án này. Cái hiệu quả xã hội nó bây giờ như sáng nay chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cũng nói đấy, nó lan tỏa và nó phát triển cái đấy như thế nào, nó giải tỏa áp lực như thế nào, mình tạo công ăn việc làm bao nhiêu, nó phát triển cái này là phải làm thật rõ. Đấy. Cái này tôi cho là nó còn thuyết phục các đại biểu quốc hội hơn cái hiệu quả về kinh tế. Hiệu quả về kinh tế tí nữa, hiệu quả về tài chính tí nữa tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói là nó không thuyết phục. Thuyết phục bây giờ đưa ra nói xin lỗi hôm trước thì tôi cũng có ý rồi. Không ai tính độ nhạy là tính cả chỉ tiêu tương đối và chỉ tiêu tuyệt đối. Một cái tuyệt đối xong là NPV thế là hết. Còn làm sao BCC thì đương nhiên nó phải lớn hơn 1 thì NPV nó với dương được chứ làm sao mà đấy. Cho nên cái đó là thừa. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả, cái dự án này thì hiệu quả. Còn sáng nay một số đại biểu thì nặng về hiệu quả kinh tế. Tôi nói là cái đường sắt tốc độ cao nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào trước mắt. Cho nên tôi em nói là nhiều người dân và nhiều quan điểm, và chính trong khoảng gần 2 năm nay chúng tôi được tham gia vào cái truyền thông để người ta hiểu đường sắt hết. Người ta cứ hiểu đường sắt là kinh doanh lỗ, người ta cứ hiểu đường sắt là thị phần kém, cứ hiểu đường sắt là thế này thì rồi dẹp bỏ. Cho nên là trong chiến lược phát triển giao thông vận tải của một quốc gia không thể không có đường sắt. Nhóm làm dự án ấy, thì có một số điểm mà chúng ta điều chỉnh ở trong cái báo cáo một chút. Thí dụ như là tôi nghĩ rằng trong khi chúng ta làm cái báo chúng ta viết cái báo cáo tiền khả thi này thì chúng ta muốn là làm sao ai cũng có mong muốn là cái dự án này nó được thông qua. Và vì muốn cho cái dự án này được thông qua thì chúng ta đã phải chú ý đến các cái tiêu chuẩn làm sao để cho cái nó tròn trịa và nó được thông qua. Và chính vì vậy là chúng ta làm cho nó tròn trịa, nhưng mà chính vì đấy nó sẽ trở thành yếu điểm của cái dự án, là một số cái nó sẽ không chính xác, nó không hoàn toàn chuẩn xác. Thứ nhất là khi đã xây dựng, chúng ta đã xây dựng đường sắt cao tốc thì cái hiệu quả kinh tế chỉ là một phần lớn của nó là hiệu quả về xã hội, về môi trường, về các phần khác mà chúng ta phải nhấn mạnh. Còn cái phần hiệu quả kinh tế thì chúng ta phải nói thật rằng là cái hiệu quả kinh tế của nó không có nhiều lắm, và chúng ta cũng không trông chờ là này cái đường sắt này nó xây dựng xong và nó sẽ lại đem lại như là cái hiệu quả kinh doanh như là bia hay là thuốc lá hay là các ngành khác. Chúng ta phải nói thẳng ngay từ đầu nó không có như vậy. Cho nên là cái phần viết dự án chúng ta phải, tôi đồng ý với ý kiến của một số đại biểu khác, là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái là hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và các vấn đề khác, tác động của nó đối với xã hội, chứ không cố làm tròn các cái con số về hiệu quả kinh tế, nó sẽ làm cho cái dự án không chắc chắn. Một điểm nữa tôi xin bổ sung một số ý kiến nhỏ như này. Thí dụ như là trong dự án chúng ta nói là sẽ ảnh hưởng đến chi phí logistics, thế thì cũng không nên nhấn mạnh cái ý đó. Tại vì chi phí logistics là nó ảnh hưởng đến là vận chuyển hàng hóa, còn đây chúng ta là vận chuyển hành khách, thì cái việc mà nó ảnh hưởng đến chi phí logistics là không nhiều. Đấy là cái thứ nhất, chúng ta nhấn mạnh những cái đó nhưng là không đúng. Hoặc là chúng ta cố chứng minh cho nó là giá thành của nó thấp thì cũng không phải là giá thành thấp được. Hiệu quả kinh tế cũng không phải là cái mà chúng ta có thể nhấn mạnh được. Một điểm nữa thì là trong cái sơ đồ ấy, thì có một số cái chúng ta nó chỉ là cái nhỏ thôi. Thí dụ như là chúng ta trong biểu đồ chạy tàu thì có một số chỗ ấy, chúng ta biểu hiện hành trình nó không đúng. Có thể các đồng chí không phải là chuyên môn lắm về cái chạy tàu, và các cái tàu hàng thì không bao giờ người ta là màu đỏ, mà các cái nó có cái quy định rõ là màu sắc đối với, chẳng hạn như tàu hàng thì không phải màu đỏ, phải không? Mà tàu xanh nó lại phải là màu đen.
chưa nói về tên dự án đây là dự án đường sắt tốc độ cao, trong khi đó thì rất nhiều cái bạn bè là tốc độ nên là tốc độ thế nào nên rạch ròi riêng là vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, và dường như là cái dự án hiện nay đang quá ưu tiên chỉ về cái vận tải hành khách và đặt cái vận tải hàng hóa của nó là thấp, là cái này thế kia. Trong đó vậy mục tiêu cuối cùng của chúng ta đi không phải là tốc độ mà phải làm sao để có được cái hiệu quả của cái vận tải đường sắt. Hiện nay chúng ta thấy là vận tải đường sắt như là cái lời của giáo sư Lê Ngọc Quê nói, chúng ta nó quá hẹp, nó quá thiệt thòi so với đầu tư từ trước rồi, cho nên là không một đất nước nào phát triển mà vai trò đường sắt thì kém cỏi như thế, thì đương nhiên là vai trò đường sắt phải tăng, nhưng mà tăng có nhất thiết phải là tốc độ cao không thì cũng chưa bàn mà thế kia. Cho nên ở đây tôi cho rằng là về mặt cái quan điểm mục tiêu, tầm nhìn về vai trò của đường sắt thì ở đây là có nhất thiết là phải như thế không, còn đương nhiên cũng có thể tốc độ cao là kết quả cuối cùng, nhưng mà có khi tốc độ chưa phải là đã cao, có khi nó lại hiệu quả hơn chăng. Như vậy tức là cân đối kể cả vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, như vậy là cái thị phần nó phải chiếm 30% trong cái tổng lượng vận tải thì đưa đến chúng ta chưa bàn thiết nghĩa. Ở đây chỉ quan tâm đến như thế thôi, chủ nhiên phân tích cả 200, 250, 300 và kết luận là phải cao mới hiệu quả. Nhưng mà như các đại biểu phân tích được, thực ra về hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính thì đều không đạt được. Nhưng mà ở đây tôi rất đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Ngô Đông, kể cả trong cái buổi gặp gần đây nhất đối với hiệp hội cầu Nhật Bản này. Tức là Bộ Giao thông và đặc biệt là nhà nước này chỉ nên tập trung đầu tư cho những dự án lớn và có sức lan tỏa. Thế thì ở đây chúng tôi cho rằng ý nghĩa về kinh tế sâu của cái dự án này là rất là lớn. Đó là cái sức lan tỏa, nó kích thích những hàng loạt những cái ngành nghề khác phát triển chung chế tạo cơ khí của chỗ anh Sáng với chỗ anh Long này cả. Thế rồi về kỹ thuật xây dựng, thế rồi về cái mảng dịch vụ, vân vân. Cho nên là với ý nghĩa lan tỏa như thế thì tôi cho rằng là ý nghĩa của cái dự án này là rất lớn. Chúng ta có một sự tích lũy dần về lượng thì sẽ đến lúc nào đó tích lũy dần về chất, đúng không? Mark tôi nên nói như thế rồi. Nhưng mà nếu không tạo ra quỹ thực sự về chất thì có thể không thay đổi được bằng. Cho nên là đây, về phương diện đấy, với tâm tư tình cảm cá nhân nữa thì chúng tôi hết sức ủng hộ cho cái dự án này. Nhưng mà không nhất thiết phải lấy những quan điểm là lợi ích về kinh tế và kỹ thuật và tài chính để mà bảo vệ cho dự án này, bởi vì rằng cái việc bảo vệ như thế là nó không khả thi. Ở đây có những cái nó rất là vô hình mà chúng ta cần phải đánh giá. Cho nên ở đây chúng tôi rất muốn là nếu như có thể thì nên gọi là cái dự án xây dựng đường sắt Việt Nam hiện đại. Thế còn là hiện đại nó có thể tốc độ cao, nó là một cái kết quả, nhưng có thể tốc độ không cần phải là cao. Trong giai đoạn này, về mặt bình diện, về mặt dốc dọc và công trình ấy, thì có thể nói là chúng tôi làm rất là kỹ, đã thống nhất được các tỉnh và chúng tôi đã yêu cầu anh em lên cả chắc dọc, lên cả các cái phạm vi công trình luôn. Đấy, chính vì vậy mà cái tổng thể về cái tuyến, tại sao ra ra 70% công trình là trong đó có 60% là cầu cạn, 10% là hầm, còn lại 30% thì ở đây nó có cái ý ngoài ý kiến Thứ trưởng đã nêu, thì có cái việc nữa là những cái chỗ mà đất yếu, những cái chỗ mà bị chia cắt cộng đồng là chúng tôi cũng cố tránh, bởi vì cái này nó không giống đường bộ. Tốc độ cỡ coi như là 300 km/h nó phóng thì cái tưởng tượng là ngay khi mà chúng ta vào hầm là phía bên cái đầu hầm bao giờ người ta còn phải làm cái ống dài ra như là cái ống giảm thanh, tức là nó có một phát tiếng nổ. Đấy, chứ nó không đơn giản như là chúng ta đi ô tô tốc độ 100 km/h đâu. Chính vì vậy cái độ an toàn đây nó rất cao, thậm chí một cái việc mà trẻ con ném một viên đá vào cái tàu ấy, nó có thể thành một cái tai nạn. Chính vì vậy cái rủi ro rất cao. Thì trong trường hợp này, ở đây chúng tôi đã đi, hiện tại là cái tuyến mới nối lên Fukuoka của Nhật Bản là tới 80% công trình, chứ không phải là 70% như chúng ta, vì vùng đấy còn to lên vùng núi. Thế hoặc Nagasaki cũng thế, tức là có xu thế của Nhật, họ cũng đang làm cái mới, họ cũng thấy rằng là làm cái trên cao có thể chi phí ban đầu nó cao, nhưng nó không chia cắt cộng đồng, và đặc biệt nó bảo tiết kiệm quỹ đất rất lớn, tức là bà con trồng cấy phía dưới gần như sau này họ cũng không làm cái đường song song giống như đường bộ, tức là trả lại luôn ruộng cho dân và như khai thác bình thường, vì cái này chỉ có chiếm không gian trên cao thôi. Đấy, cái này cũng là một cái ý tưởng mà đây người ta muốn là người ta tiết kiệm các quỹ đất cho hiện tại nhưng mà kể cả cho tương lai. Thế còn về giá thì báo cáo hội nghị là chúng tôi là tính toán rất giá cụ thể, và hiện tại trong các chuyến đi chúng tôi là cho đến giờ là
cũng đưa ra được các cái thiết kế điển hình từ kết cấu móng rồi phần kết cấu phần trụ rồi phần dầm để tính ra được cái khối lượng cụ thể, thì trên cơ sở đó áp giá Việt Nam vào để xây dựng thành cái đơn giá. Đấy. Và cái giá mà cung cấp thầy Nhậm có nêu ấy thì anh em cũng công bố là cái giá đấy là cũng rất là tính là chuẩn mực thôi, chứ không phải là vì đây là dự án nước ngoài tính tiền Tây là tôi tính cao, không phải thế. Và đây cũng là một cái lời giải thích, tại thời điểm 2010 công bố một cái giá tổng mức ở đây là 60 tỷ đô, nếu mà tính trượt giá sau 8 năm đáng ra nó phải lên đến hơn 70 chứ, tại sao bây giờ nó xuống 58 tỷ. Thì ở đây cũng muốn nói rằng số liệu của chúng ta đưa ra kỳ này là cái số liệu có cơ sở tính toán cụ thể, chứ không phải tính toán theo kiểu bốc thuốc, mặc dù đây mới là khai toán. Thì báo cáo hội nghị là thế. Còn có một ý nữa mà thầy ký đang lo giá giảm đi, thì sau này nếu đấu thầu thì có khả năng là giữa cái giá mà chúng tôi xây dựng và cái giá đấu thầu có thể có cái sự khác biệt, thì cái chuyện đấy thì lại là một chuyện còn khác, vì chúng ta đang xây dựng cái khai toán cho công trình. Thì báo cáo hội nghị là xin giải thích thêm. Thế và còn cái ý này nữa là ý kiến của giáo sư Khuê liên quan đến cái tuyến, tức là ta đầu tư hạ tầng, sau đó là không cần mua đầu máy toa xe xịn về, chỉ có chạy diesel. Thì tôi liên tưởng tới là khi ta nghiên cứu đường sắt đô thị cũng rất nhiều ý kiến là chúng ta cái xây dựng hạ tầng xong rồi đưa xe buýt lên trên đó thì chạy như kiểu con thoi. Thì đây cũng là một cái ý tưởng mà tôi cho rằng là không có gì sai cả. Khi chúng ta chưa có nhưng chúng ta có năng lực về giải quyết hạ tầng thì chúng ta có thể, chưa cần có tiền mua thì tôi cũng vẫn thể dùng được. Thế nhưng ở đây chúng tôi muốn giải thích là khi chúng tôi muốn đã xây dựng đảm bảo cái yêu cầu kỹ thuật của tương lai thì coi như là cái giá thành công trình ấy, thì báo cáo là lúc ấy nó chỉ khoảng độ nó khoảng 48 triệu đô. Nếu mà ta tính hoàn chỉnh cái bao gồm có hạ tầng này, rồi các vấn đề để đảm bảo khi đến khi có đỉnh dây để cho khai thác cái tàu tốc độ khoảng độ 160 đến 200 chạy diesel thì nó cũng đã chiếm tới khoảng 48 tỷ đô. Thế thì tại sao lúc ấy chỉ còn việc ta chỉ đầu tư, mà lúc ấy chúng ta kêu gọi đầu tư xã hội hóa để rồi chúng ta tiến tới là sau này chúng ta không phải bỏ các loại đầu máy khai thác 10-15 năm. Báo cáo đấy cũng là tiền. Cái nữa là cái ray mà khi anh khai thác với tải trọng nặng thời gian trên 10-15 năm thì bản thân cái ray đấy không phải sẽ dùng lại cho tương lai được. Vì chúng tôi đang hỏi rất kỹ khi cái đoàn chúng tôi tham quan đợt trước bên Nhật ấy, riêng các đoàn tài họ chỉ nói tuổi thọ của nó. Khi bắt buộc phải khai thác tốc độ 320 m/giờ, họ chỉ cho phép không quá 15 năm là phải vào đại tu chứ không phải trung tu. Tức là họ yêu cầu rất cao. Nhưng tất nhiên có thể người ta không phải thay toàn bộ con tàu, nhưng người ta gần như cho vào xưởng làm lại toàn bộ. Đấy. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là cái ý mà chúng tôi quay lại tại sao chúng tôi khai thác 200 km/giờ trong giai đoạn đầu là có ý là gì? Tôi kéo dài cái tuổi thọ cái đoàn tàu của chúng tôi lâu hơn. Cái tính về lợi ích ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại bài toán về lợi ích và chi phí để làm sao đưa ra cái tính hiệu quả. Cho phép tôi thay mặt cho Bộ Thông vận tải một lần nữa rất là cảm ơn cái sự tham gia rất là nhiệt thành của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan đại diện trong và ngoài nước đã có theo đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu của dự án với nhiều các hội thảo chuyên đề và cái hội thảo giữa kỳ và cũng như hội thảo cuối kỳ ngày hôm nay. Một cái dự án hết sức quan trọng, rất lớn và đã phải nói hàng thập kỷ để nghiên cứu, cho đến bây giờ là đúng một thập kỷ để nghiên cứu. Tuy nhiên ta cũng chưa có câu trả lời là sẽ được thông qua hay không. Chúng tôi vẫn cứ xác định, và đây là nói rất thẳng thắn, vì cái thông qua lại phải có xem xét của các cái cấp thẩm quyền, từ thẩm định nhà nước rồi đến chính phủ, các cái ý kiến của Đảng rồi Quốc hội. Do đó chúng tôi rất mong là chúng ta chỉ là những người mà cung cấp đầy đủ thông tin nhất với so sánh phân tích mà đặt ra ở trong các cái kỳ mà Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan, các chuyên gia có nêu lên, và thậm chí có cả những ý kiến của những người dân rất quan tâm đến cái dự án này.
Chúng tôi cảm ơn các cái nhà tài trợ đã dành cái sự ưu đãi tài trợ, đặc biệt là từ Koika trước kia, rồi JICA giai đoạn vừa rồi, các bạn ở Nhật Bản, các chuyên gia trong ngoài nước, có cả chuyên gia Pháp, và các chuyên gia cũng đã đóng góp cho cái nghiên cứu của chúng tôi từ các cái lĩnh vực khác nhau như dự báo, rồi cho đến hoạch định về so sánh các công nghệ trên thế giới, rồi các cái phân tích so sánh và cái phương thức đầu tư cũng như là cái lựa chọn cái hình thức quản lý sau này. Cảm ơn các cái quý vị tham gia từ sáng đến nay về và đóng góp ý kiến rất là cụ thể và sôi nổi sau khi cái trình bày của tư vấn. Và chúng tôi cũng phải nói rằng là thời gian ngắn, tôi khống chế cho tư vấn hôm nay là 1 tiếng cộng trừ 5 phút. Hôm nay tư vấn đã dành 1 tiếng 10 phút để trình bày, cũng là nỗ lực rất cao của tư vấn. Nếu như để mà trình bày tự do thoải mái thì các anh định là trình bày 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cho là nó bị vỡ vụn một cái dự án, do đó là đề nghị phải trình bày liên mạch một cái dự án. Mặc dù đã cắt đi rất nhiều cái nội dung, chúng tôi hy vọng là trong cái báo cáo đầy đủ cũng như báo cáo đã gửi thì chắc đã có nhiều cái thông tin. Và chính vì vậy chúng ta đã có cái thời gian để mà trao đổi đổi lại để có nó rõ hơn một số vấn đề, nhưng mà vẫn không hết được, vì những cái báo cáo đã có rất nhiều các cái chi tiết phân tích ở trong đó, và trong thời lượng một ngày không thể truyền tải được, mà sẽ phải có nhiều cái thời gian mà có của các cơ quan khác nhau như thẩm định, rồi các cơ quan phản biện sẽ có cái ý kiến rõ hơn và cũng truyền tải sang công chúng. Với cái báo cáo ngày hôm nay thì cũng cảm ơn cái đánh giá của các chuyên gia, của các cái tổ chức, các bộ ngành. Cơ bản là thấy cái sự chuẩn bị cũng công phu và cũng là ghi nhận cái nỗ lực của cơ quan, các cái tổ chức tư vấn, các cái cơ quan Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình chỉ đạo thực hiện cái nghiên cứu này. Và chúng tôi cũng cho rằng là để hoàn thiện dự án này sẽ còn những cái bước vất vả tiếp theo nữa trong những ngày sắp tới, để chúng ta đạt được mục tiêu là hết năm 2018 này có một cái dự án nghiên cứu tiền khả thi cập nhật đầy đủ nhất để báo cáo lên cấp thẩm quyền. Chúng tôi cũng đã giao cho tư vấn để ghi từ sáng đến giờ và sẽ có truyền tải cái này vào cái phân tích và làm rõ hơn trong báo cáo, cũng như là chuẩn bị chi tiết báo cáo cho các cấp thẩm quyền, vì chúng tôi sẽ phải qua rất nhiều vòng báo cáo. Ở đây sẽ báo cáo là lên chính phủ, hội đồng thẩm định nhà nước, rồi sẽ phải báo cáo trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chúng tôi còn phải báo cáo các ban của Đảng, ví dụ Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo với một số các cơ quan khác nhau và có cái tác động những cái việc là quá trình xem xét của dự án này, báo cáo cấp thẩm quyền trước khi mà báo cáo các cái Quốc hội, và sẽ có báo cáo với ủy ban, các ủy ban của Quốc hội trong cái quá trình triển khai trình cái dự án này. Và tôi đã đề cập, tức là sẽ có cái biểu, một cái quyển là các câu hỏi và trả lời, và câu hỏi không chỉ dừng lại ở những cái lần nghiên cứu này, mà câu hỏi của nhiều thu thập từ năm 2010 với cái ý kiến của đại biểu Quốc hội, của Quốc hội hồi đó, của các chuyên gia và các cái cơ quan khác nhau, và đóng thành từng tập phụ lục của cái nghiên cứu này, làm rõ hơn cái quá trình nghiên cứu, rõ hơn các nội dung chi tiết mà chúng ta cũng đã thảo luận từ sáng cho đến bây giờ. Tôi không có thời gian để nói lại tất cả những ý kiến của các đồng chí phúc đáp lại. Bình Sơn thì đại diện cho tổ hợp tư vấn nhưng đã có một số các cái làm rõ ban đầu, nhưng mà tôi xin nêu một số mặt chính và cũng giao cho tư vấn tiếp tục nghiên cứu làm rõ cái này trong cái báo cáo cuối cùng, kể cả sắp đặt lại về bố báo cáo cũng như là bổ sung thêm các nghiên cứu phân tích và đánh giá và ra con số. Thứ nhất là về sự cần thiết đầu tư thì xung quanh vấn đề về dự báo, mặc dù đã có giải thích của Bình Sơn, nhưng tôi đề nghị vẫn rà lại một lần nữa để khớp lại con số và làm rõ hơn về cái phân bổ những phương vận tải trước và sau khi có dự án, kỳ vọng sau khi có dự án. Chúng tôi đề nghị là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn giao thông mà hiện tại và tương lai, cái đánh giá tác động của an toàn giao thông đối với dự án chúng ta và nó trước và sau như thế nào thì là một cái để liên thông với lại cái đánh giá hiệu quả của dự án. Cái thứ ba liên quan đến đánh giá về tác động phát triển kinh tế xã hội ở các vùng miền thì cũng phải có cái vấn đề nêu ra trong sự cần thiết đầu tư. Bên cạnh cái việc làm rõ hơn ở cái mục, ở các cái chương về hiệu quả đầu tư của dự án.
Cái thứ tư liên quan sự cần thiết đầu tư, tôi nghĩ là phải bổ sung, cái này rất là quan trọng. Một cái tương tự như là kịch bản mà giáo sư tiến sĩ Lã Ngọc Khuê cũng nêu, tức là ta nói mô phỏng từ sáng giờ thì gọi là bổ dọc, và phải chứng minh bằng con số là đầu tư hạ tầng liên thông từ đầu đến cuối, cũng phải xác định thời gian về tính khả thi của thực hiện cái này. Sau đó là sẽ là những con số về cập nhật lại về hạ tầng đầu tư với phương thức đó, rồi vấn đề đầu máy toa xe để chạy phương thức đó, vấn đề nữa là tác động đến cái nhu cầu vận tải và cái khả năng hấp thu hành khách ở trên các cung đoạn tuyến. Cái này tôi cho là khó nhất, và lượng hóa ra được là những cái hiệu quả mà con số của cái này để chúng ta có những so sánh với lại cái kịch bản mà chúng ta xây dựng, là trên cơ sở là xây dựng từng đoạn. Và từng đoạn anh Sơn cũng nói rồi, tức là đây không, ta cũng sẽ đề cập chứ giai đoạn 1, giai đoạn 2 có lẽ là sẽ phải nghiên cứu tiếp thu. Ta không dùng cái gì giai đoạn 1, giai đoạn 2, ưu tiên đầu tư đoạn này sẽ tiếp tục đầu tư đoạn kia, tức là nó thể hiện cái cuốn chiếu của chúng ta. Tức là chúng tôi xác định là 2027 sau khi ta xây dựng cái đoạn kia đang xây dựng rồi đã phải nghiên cứu để chuẩn bị, và đến tiếp nối khi đưa khai thác đoạn này thì đoạn kia bắt đầu xây dựng vân vân, thì đấy là nó thể hiện cái tiếp nối và không nên phân đoạn mà giai đoạn 1, giai đoạn 2. Một trong cái này nữa chúng tôi cũng đề nghị là một cái kịch bản nó liên quan cái chuyện là về lộ trình đầu tư thì cũng sẽ có được xem xét, nhưng mà sẽ đề cập sự cần thiết đầu tư qua về phần lộ trình. Cái nội dung lớn thứ hai về so sánh lựa chọn công nghệ thì giữa các cái công nghệ ta nổi so sánh hai yếu tố chính rồi, tức là công nghệ về động lực đoàn tàu cũng như là công nghệ về điều hành đoàn tàu, thì chúng tôi cho là tiếp thu ý kiến để ta so sánh, cái lập luận so sánh chúng ta đưa vào các cái mô hình để so sánh cho nó có cái tiêu chí để logic hơn, chứ còn cũng so sánh khá đầy đủ, vẫn có cả lượng hóa và định tính, chúng ta sẽ là sắp xếp lại cái phần này. Thứ hai nữa là về cái này thì so sánh công nghệ thì chúng ta tiếp thu ý kiến của bên hội cơ khí rồi các cơ quan khác, thì ta phải ước tính được những cái phần mà khả năng chúng ta sẽ nội địa hóa được. Nhưng tôi nói là ví dụ như hệ thống thông tín hiệu cũng nói ở chỗ này chỗ kia rồi, nhưng mà rồi cái này là về hạ tầng chúng ta có thể làm chủ, về sản xuất chúng ta sẽ hướng tới là những cái trang thiết bị vì đầu máy, về toa xe chúng ta cũng sẽ hướng tới. Thế còn phương thức làm thì rất đấy, tức là phương thức làm thì ta có thể mua công nghệ liên kết sản xuất, mà chỉ có điều là phải sản xuất ở đây để chi phí nó giảm thôi, chứ không phải là ta nghĩ ra thì ta chế tạo một cái đoàn tàu chạy thử rồi lại làm xây dựng hạ tầng một cái hầm thì ta chạy thử ta đo lại áp suất vân vân, thì ta không phải làm nữa. Nhưng ta phải làm đi trước đoàn đầu cái những cái người ta đã làm, đã nghiên cứu, chúng ta sẽ lựa chọn và sẽ hướng đến là sản xuất ở Việt Nam. Thì đấy là cái tôi cho là chắc là cái câu hỏi của các vấn đề của công chí hội khí cũng muốn thế thôi, tức là ta phải định hướng như thế để chúng ta có cái đầu ra, tức là tôi nói là đặt cung à đặt cầu thì người ta sẽ ra cung, và đấy cũng là lý trí của chúng ta để hướng tới là chúng ta không gọi là bị phụ thuộc và bị độc quyền trong vấn đề đó. Thì cái tôi cho là ta sẽ nêu như phần đó, và tất nhiên chúng tôi nói rồi, tức là về công nghiệp sẽ có một cái đề án riêng sau khi mà cái dự án tiền khả thi này được phê duyệt, thì sẽ phải xây dựng một đề án riêng và phát triển công nghiệp, và trong đó có đánh giá thực trạng các yếu tố, những cái phần mà chúng ta sẽ có hướng tới là ta phải làm ở đây, và sẽ phương thức làm là như thế nào, rồi cái cách thức tổ chức làm như thế nào, đấy là cái mà tôi cho rằng về lựa chọn công nghệ là như vậy. Nhưng mà cái lựa chọn công nghệ thì đây cũng có yếu tố là tương đối là nhạy cảm, tức là chúng tôi đã nói vào trong lúc mà có hội thảo về so sánh công nghệ là ta chọn là phải đồng bộ, chứ ta không thể lấy là một cái tất nhiên là cái tiêu chí như bác Khuê nói là như hạ tầng thì ta cố gắng ta phải mở nào để cho nó dùng được nhiều cái loại, nhưng mà ta đã chọn cái loại đoàn tàu nào thì ta chỉ đi cái loại đoàn tàu đó thôi, chứ ta lại đi nó lại cái này lắp đẫn với cái kia là sẽ khó, sẽ không phát triển được. Chúng tôi cho là phải đồng bộ là như vậy. Thì cái này sẽ nghiên cứu cái từ cái tập hợp như nào để chúng ta đưa vào trong, vì cái này rất quan trọng cho cái việc quyết sách về chủ trương đầu tư. Đề xuất là có nghị quyết riêng về cái này, nếu không có chúng ta không thực hiện được. Thì chúng tôi yêu cầu là
cái đầu tư tư nhân và đầu tư đối tác công tư đây sẽ có đặt ra một số các cái khung pháp lý chúng ta phải đưa đây, nếu mà đưa vào luật đối tác công tư sắp tới thì là tốt. Sau đó là những cái cơ chế kèm theo của cái này và nó liên quan đến cái nào phải ban hành thì chúng ta mới tính toán được cái chuyện là bù được cho người ta và bù cái gì, chứ không có về sau này chúng ta không thể là chỉ mà ta chỉ hô hào là đối tác công tư thôi chứ không có hành lang pháp lý đi theo. Thì tôi đề nghị trong nghiên cứu này lần trước nó nói như là này cũng phải nhắc thêm cái phần này.